hello các bạn. Bữa nay mình có ba cái sầu riêng. Đây là hai trái ở ngoài nè, mình sẽ lấy thêm một trái sau cho các bạn xem nha. Ở đâu mà con có sầu riêng này vậy? Dạ con đi muối đó. Ba con mua. Ý cái trái này nó nứt cơ nè Xu. Úi, nó nứt cơ. Chín rồi đó. Quất. Để cho em Suy với. Nè. Đây là sầu riêng núi nha các bạn. Sầu riêng núi nào con? Núi gì trời, quên rồi. Núi Cấm. Đây. Em đâu? Kiến để mình lấy mấy con kiến nha. Là mới tát ra cái đầu kiến nó vô ha. Mỗi sầu riêng ở nó cắm nha, mình sẽ thử nó ngon. Ăn đi em Suy, ăn đi. Ngọt nhức mắt. Con cũng thấy gì vậy? Vậy nè, hai em ăn ngon miệng quá ha. Ngon dữ lắm luôn. Ừ. Mà thấy cái mùi thơm á, sầu riêng đúng là sầu riêng núi nó thơm ha. Là nó thơm sầu riêng là bà cô đó nó là rụng luôn á, là giống như sầu riêng chín cây á. Mấy bạn ơi, mình nghĩ là sáng nó cái mưa nứt cơ rồi mình đi mà mình không giờ mất. Ăn đi em Suy, ăn tự nhiên đi. Chị hai gần hết rồi kìa, em Suy ăn đi. Không biết ăn màu trắng ăn màu vàng, ăn phía ngoài đó. Đúng rồi, chính là nó sẽ nếu còn ăn còn cảm giác như thế nào? Nó ngọt ngon mà nó béo luôn. Ngọt béo vừa thôi chứ không phải là béo quá nó ngán lắm. Em Suy ngồi xếp bằng lại con. Đúng rồi, ăn ở phía ngoài đó. Cạp miếng bự luôn, mình ăn nhiều mới ngon. Mình đừng ăn nhín. Miếng bự luôn nó mới đã, hiểu không? Đó, đưa cho miệng ăn đi, đưa góc tay vô. Đúng rồi. Ăn miếng bự luôn. Ăn đi con, ăn tự nhiên đi, Suy ăn miếng bự đi con. Hộp cũng bự. Hộp để chút xíu nữa mình rửa là mình luộc. Luộc để mình tháo ra mình ăn. Nữa đi. Đây có không? Hả? Đây có không? Không biết như bên kia có gì. Xíu nữa mình coi là kỹ rồi. Ăn ơi. Muối nó bên lớn vậy thôi. Nhưng mà ngọt nó béo. Ngọt nó béo hơn cái lúc trước á. Nó bự hơn mà nó không có được ngọt. Ăn đi chứ đâu có gì đâu con. Không muốn mà. Ăn đi nó ngọt mà, chứ nó đâu quấy đâu con. Cắn miếng bự luôn đi Suy. Có chị hai ăn à. Chị hai thấy thèm chưa? Chú Bi ăn thấy thèm giống chị hai coi. Đây là mình ăn hai muối rồi đó. Mình không biết có mấy cái này nó có không nữa. Mà sao nó có gạch gạch ở đây vậy? Này có muối nhỏ đây nữa nè. Có muối nhỏ nữa. Bên đó còn muối nữa gì. Này có muối nữa nè. Ăn trái đi rồi trưa buổi chiều ăn trái nữa. Là chín mình ăn. Chín nó tét gì nữa bà, đúng không? Mà mình khỏi cần dao. Dạ bà nội ăn bà nội. Ngon dữ hả? Ngọt ngay à, sầu núi nói. Này nè, này còn muối nè, này còn muối nữa nè.
Ừ, quay lại cái bà banh ra nó tét ra là nói mà quay lại đâu cặn mà để xuống nằm xuống cái bà bấy rồi đấy rồi vậy đó mạnh xuống nè mẹ đẻ đây nè mẹ ba dịnh hai này nè đẻ hai ta mạnh đâu ra đâu. Đúng rồi đó thấy chưa nó mùi dữ anh vậy mới ngon ngọt ngọt không im không đâu có bạn ngoài có biết làm nữa mà nói không biết làm rồi ăn hết chưa mới đi ăn bữa sáng mà miếng mới đi ăn đi không có mấy miếng mới đi cho đó cho chị hai đi hôm nay cây trắng trắng ăn được cái đó cũng bình thường mà con cắn cái đầu á Subi cái đầu á đầu dài dài để học là nấu à học nó nấu bùi học mà em mình nó không biết ăn một chút em mình không biết rớt luôn xì núi ngon kìa ngọt mà thơm ha béo nè các bạn mới đọc nè này rụng á này là rụng là lụm bán mấy ở chảnh là người ta không có bẻ thì đó thì có nghĩa là nó chín thì nó mới rụng nhưng mà nó chưa có nứt ra thôi mình để một bữa hai bữa là nứt ra còn cái này mình muốn ăn thì mình để ngồi bên giường là hên xui để thuốc thì hên xui phải không nữa không mà nội tắt ra cái này nè mà nội cái này đấy mới có muối mà nghĩ tợ ăn nhiều thôi chịu ăn nữa tại mấy đứa hai ba muối rồi để ăn để ăn nhiều quá xíu khoảng cơm giờ này trưa rồi đó hả test thử ăn thử em nghĩ là không á nghĩ là có tại nó có nước đây thử rồi không có ít ngay giờ không nhưng có. Mà nhưng mà có nước ở đây nè mình tưởng nó có rồi bây giờ nè đem mấy cái hộp này đi ra ngoài sau đây để rửa rồi em nói rửa rồi em Subi đi lên trên em Subi lên trên bà nội đi nha là em, cái này bỏ bỏ vô trong đây nè để cho đừng có muỗi để trong đây nè nó không có muỗi khỏi để sát vô vách cửa đi để người ta đi tới lui rồi đây là còn hai trái sầu riêng là trưa nay quất tiếp nha rồi Subi Subi tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ dẹp cái trái sầu riêng.